Chào mọi người đã đến với kênh vlog của Ngọc Official. Lại là tôi đây. Ngọc Anh ơi. Hello. Mấy hôm đi làm thấy thế nào? Vui ạ. Mới vui thôi. Không có áp lực, không có gì. Không biết như nào nữa. Tóm lại là mỗi vui. Vui. Thế rồi. Không mệt. Không. Không mệt đâu. Không mệt tí nào cho mọi người nhá. Giới thiệu với mọi người đây Ngọc Anh trầm tính ạ. Cực kỳ trầm tính ạ. Cực kỳ trầm tính. Anh có lấy nha đam không? Nhiều vàng không? Ừ. Ngon nhiều vàng các bạn ạ. Em mới mua ấy, xong rồi kiểu không có cái túi nào, thế là em đút vào đây. Bây giờ vàng người ta ai đeo hộp làm gì cho nó kiểu ấy, đeo túi túi ly lông ấy. Đút vào túi này để ta người ta tưởng là túi giả, à, vàng giả, người ta không lấy. Bây giờ là vàng cái giá là mang đi bán. Đây bây giờ em chuẩn bị đi bán. Giang con ơi, mày muốn kiếm tiền ăn sáng không? Không có gì hào hứng thì đây là Vân và Giang con. Tuấn ơi, Tuấn muốn kiếm tiền ăn sáng không? Kiếm đi. Đi. Bây giờ chị trả lời không hỏi của em. Chị ăn sáng, ăn sáng chị mỗi ngày 3 tiền nhỉ? À, tôi không ăn sáng. Tôi không đi ăn sáng mà tôi ăn sáng ở nhà. Ăn trưa đi. Được. Ăn trưa chị 3 tiền nhỉ? Không biết được, tùy từng hôm đi. Hôm nào chúng mình sang ngồi mình ý. Chúng mình cứ cho thôi thì lên 40. Ừ, lên trưa 40 nhé. Nhưng mấy điều kiện là phải dài được nhé. Nhìn bị ngược chứ không? Vẫn nhìn được. Vẫn nhìn được đúng không? À, xin chào các bạn nha, mình là Tuyết Rùi nha. Tỷ lệ IQ. IQ của mình không biết là bao nhiêu. Bây giờ em buổi nhậu sẽ hoàn hảo hơn nếu có gì? Nếu có... Nếu có... Chó. Nếu có gì? Sắp xếp, Giang ơi, là sắp xếp hộ chị gái. Buổi nhậu sẽ hoàn hảo hơn nếu có gì? Nào, trả lời đúng một câu là được bữa ăn sáng rồi đấy. À được bữa ăn trưa đấy. À, đầu óc cần đầu óc nó phải trong sáng lên mà đầu óc chỉ biết đèn tối quá. À, ghép một cái. Yên. Gì? Chị có ghép một cái gì? Đầu óc của chị nó không lo được cái gì hết cả. À, tôi nói thật là tôi nghĩ là cái này tôi phải bắt óc với mọi người ạ. Có cá lóc. Cá lóc á, thì thừa rồi. Cá. Cái ồ này bỏ đi đâu? Có cái lồng bàn. Cái lồng bàn cũng dùng thiếu. Thôi bỏ qua đi, bỏ qua. Bỏ qua nhá. Ừ. À, cái câu thứ hai. Mất cơ hội đấy, mới là chỉ một câu ấy. Những cặp đôi khi yêu xa gặp nhau họ làm gì? À... Rất hay nghĩ linh tinh. Đánh. Rất hay nghĩ linh tinh. Đánh. Ôm. Làm gì? Đánh vần. Đánh vần nó làm gì? Có chữ nào mà đánh vần đấy? Thôi bỏ qua đi. Trong đầu chị đang nghĩ gì? Trong đầu chị đang nghĩ gì? Đổi không, không đổi nữa. Dương ơi cứu, Dương ơi cứu chị. Bây giờ các cặp đôi khi mà yêu yêu xa gặp nhau thì làm gì? Nhờ mày một tí. Đoàn tụ. An đoàn tụ. Em đã được một bữa ăn trưa của chị rồi. Trời ơi, Dương là người quá xuất sắc. Dương ơi, Dương ơi. Trả lời câu này, tiếp chưa trả lời chưa? Chị Tuyết ơi, đầu óc của chị sao thế? Đây. Khi về... Ố, sai nhỉ? Cái cuối rồi, cái cuối rồi. Đúng rồi. Buổi nhậu sẽ hoàn hảo hơn nếu có cái gì? Cái gì? Tôi đang nghĩ gì đấy? Đang nghĩ gì đấy? Có cá lóc ạ. Từ từ từ. Nhậu rồi. Có cần ô không chứ? Có cái gì? Là nghĩ linh tinh nhỉ? Nghĩ linh tinh nhỉ? Tao không nghĩ linh tinh nhỉ? Nói gì? Thì cơ hội. Được một bữa ăn sáng được rồi. Toàn ghép chữ thế à? Đưa lại em nhé. Đưa lại em. Tắt đi ạ. Tại vì chị ra. Ta đấu yếu mà nhỉ. À đây để tôi đấu yếu cái. Cá nhân đấu xuống bàn thôi chị nhé. À, đây anh à. Buổi nhậu sẽ hoàn hảo hơn nếu có gì. Không trả lời theo tục nha. Cá lóc tối nha. Tối. Không không. Cá ờ. Không không cũng không không. Thừa thừa thiếu. Hôm nào vui thì đó nói từ về chị vào nhà. Buổi nhậu sẽ hoàn hảo hơn nếu có gì. Có cái. Không. Về nhà nó, cái gì? À, về nhà mình, không mình có đưa cá. Mình, nói... từ nhà em về nhà nó một lần, qua bixi, cà phê, đưa vài của em lại vài, là 16 cây,
tối 7 giờ tối em đoán được, bỏ qua cho lại câu khác này, sao tôi khó lắm, ít người đoán được hết. À, lại vào Vĩnh Yên chơi, lại vào Vĩnh Yên chơi. Đó là không được đào đội. Có người lóc. Chờ khoảng 15-20 phút. Ồ. Có cá lóc thì vẫn thừa chứ. Nồi cá lóc. À, nồi cá lóc. Nồi cá lóc rồi đúng rồi. À, anh ấy đã. Anh nha. Ôi. Vì đấy vừa em vừa đây nó. Đá lại chửi. Nó ra phần thưởng gì đấy? Nồi cá lóc. Em đối hiểu. Nhưng mà nó vừa đây nó nói là. Đây. Tiếp. Cá lóc là độc mà đúng không? Cá lóc độc đâu rồi em, cá lóc là có quả ấy. Thế cá nóc mà độc lóc. Lóc mà. Nóc mới là độc đúng không? Như trong này nó chỉ là lóc thôi mà. Tiếp này. Tuấn mày trả lời đi, mày ta vừa đầu óc mày tỉnh táo lắm. Các cửa hàng bán đồ lót sợ nhất điều gì? Tồn kho lắm. Tồn đúng rồi. Ơi. Chẳng kia có đố mày đâu. Cái này rồi. Về cho cái pip cho tôi phát nhá. Cùng ơi. Đây. Có thế nào nhá, ai biết được không? Trả lời nhá. Khi về quê ta sẽ thấy được gì? Mồm hàng xóm. Hàng xóm. À, hàng xóm là mồm. Ơ, à, sao mà những cái đôi? Đó, này hết đây. Ông này ông đã chỉ đắng hết. Đúng cái gì nữa. Nhớ cái bậy biết gì nữa. Không. Chắc chắn là phải có hàng xóm rồi. Không, làng xóm ồn. À, làng xóm ồn đúng rồi. Không. Sai. Không trả lời. Ôn láng xóm. Đang cho hội xin chung nữa kìa. Nào. Trả lời rồi đi thầy. Nào, vẫn mày lắm mà. Sao mọi người trầm tư suy nghĩ thế nhỉ? Đố này có vẻ không cãi nhau lắm. Suy nghĩ ra. Nào. Đã bỏ cuộc. Anh. Chơi đâu, có chơi đâu. đầu bỏ qua chưa. Quay chơi gì về chưa chơi gì đâu à đấy, đổi cái nàng hàng xóm à cái đó nàng hàng xóm lại gì qua xe gì cả mấy gương mặt đang suy nghĩ à tuần chi rồi không biết rồi à, chưa tuần chi chưa tuần chi một cái cô khai nha quần áo đội đây 16 bộ bọn láo này đối chứ người chú cháu cũng đủ 16 bộ không đủ luôn 3, 4 người có xóm những cái đó là đoạt tụ cái này dễ quá xanh à cái từ đấy rồi làm game ít quá ơi câu cái không đố được à thiếu một bộ thì cũng mặc áo rồi thiếu một bộ mặc áo của em mỗi con này chỉ đố được thôi một hành động gì cũng không nên làm quên đi nhiều pip quá à, đúng không? Đây là kiểu rất nhiều người đang suy nghĩ ạ. Anh trả lời giơ tay đấy nhá. Lại mất công biết rồi. Không nói thế thôi gì lắm. Ai bảo cứ lại tâm nghi thế. Tâm chỉ là cái thôi. Tâm nghi thế. À, thế nào? Ơi. Vô tội. Vô tội. Bội là đúng rồi. Cái gì thế nhở? Mày cũng suy nghĩ với anh ấy, ok. Cái gì thế? Cái gì bội? Quá kỳ cục. Anh là gì á? Cái gì á? Đội vịt. Đội vịt à? Đội. Đội vịt. Đội vịt, đội. Đội con vịt. Thế kỳ cục. Có lời vô nghĩa. Thực ra là nó bị vô nghĩa rồi hả? Đội vịt làm vội à? Đúng rồi. Làm ngược lại. Căn bản là nó không có nghĩa. Đội vịt. Đưa em linh tinh vào nhung mày. Còn đúng một câu ơi. Này để. Này để tính ăn trưa. Khi về quê ta sẽ thấy được gì? Sắp xếp lại á. Ừ, sắp xếp lại nhưng không được ý nghĩa đen tối. Ờ. Ừ. Đội nhiều vẫn chơi đố được. Không mấy khi về quê ấy. Đây là gọi không mấy khi về quê cho đố câu khác nha nào. Không mấy khi về quê thì cho đố câu khác này. Đây. Quê dễ nhất ở đây. Cảm thụ. Trời ơi, cái này thông minh phết. Đây, có nhậu sẽ hoàn hảo hơn nếu có cái gì. Cái
Cái gì? Em chưa nghĩ ra cái từ sau. Nhưng cái trong đầu đang nghĩ đến tối là ta nghĩ là từ sau. Thế cơ hội vừa mọi người giải được đấy. Cái gì cồn nhỉ? Cồn cồn cái gì mà cồn cồn? Cồn ồn đấy. Có cái gì cứ cồn cồn đấy. Buổi nhậu sẽ hoàn hảo hơn nếu có nồi cá lóc. Được chưa? Nồi cá lóc. Trời ơi. Cái đang nghĩ đến cái gì lên hộp ăn đến nhậu không? Đấy, đọc lần nghĩ dần đi. Cái gì đấy? Nghĩ đi, nghĩ đi. Không có mày đi học à? Không mấy, mười mấy xin. Nào, đi đây. Này, đeo len hay. Nào, muốn chiếm 50 nữa. Nghe. Sẽ hoàn hảo hơn nếu có cái gì. Vừa nói rồi. Mày muốn ăn tiền của chị mày lắm à? Em còn nói nữa. Đúng. Câu này sai đúng được một hành động không? Câu nào nhỉ? À, câu đấy ở kia. Chị ra lấy ở kia. Câu nào? 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 Khi về quê ta sẽ thấy gì? Tập trung câu hỏi đi. Bên này. Về quê ta sẽ thấy gì? Hàng xóm thì nhảy nhảy lên chỗ tài. Cái gì? Mẹ chị. Mồm hàng xóm. Tài. Hàng chục ấy. Mà không thông minh lắm à. Vừa nói gì á? Còn đây vừa nói linh tinh vậy kìa. Còn mặt cây cứ cứ. Không chịu rồi. Không quay được, không nghĩ ra rồi. Thôi mình sẽ đẩy đố cái này nhá. Nó bảo không nên tới. Cái gì? Quá thông minh. Quê đẹp chưa thì chị mời. Rồi. Không thấy luôn. Bây giờ tôi sẽ hỏi Thảo mọi người. Đây là chị đố Thảo nhá. Hãy đi đây cho Thảo đi. Đi đây cho Thảo. Hiếu ơi, Hiếu riêng Thảo là chị phải hỏi cái câu này. Đầu óc của nó là chị nghĩ là chị phải hỏi câu này. Cô quay mặt mình ra. Đây là hai cái mặt. Đây là con sung luôn nhá. Giờ mới biết ông to mấy đồn. Tố Thảo nhá. Buổi nhậu sẽ hoàn hảo hơn. Quay đây cho mặt cho Phan xinh. Buổi nhậu sẽ hoàn hảo hơn nếu có gì. Nó gì ạ? Có cái cồn. Nhậu mà mày phải đọc câu hỏi trên. Buổi nhậu sẽ hoàn hảo hơn nếu có gì. Buổi nhậu hoàn hảo hơn á. Có cồn. Có cái. Không, mày phải xếp xếp. Anh ơi, em không biết nhiều thế đâu. Đủ hết chữ sắp xếp đủ hết chữ vào nhau. Anh có rồi mà. Có gì? Cái này mình lấy cho anh à? Anh có rồi mà. Đây đây anh Hiếu lấy đây này. Đấy, Tạo. Mày Hiếu à? Tạo. Mỏng mỏng này. Biết. Cái này làm gì đấy hả? Có cái cồn. Có cái cồn chữ một chữ cờ nó ra mà cồn. Hả? Chữ L vẫn đi đâu? Chữ L vẫn đi đâu? L vẫn đi đâu? Có cái L. Cái L không? Lốn cái cò hả nó được này. Trong đầu đang suy nghĩ gì hỏi thật? Phải suy nghĩ gì? Câu này nghe rồi nhưng không nhớ. Đúng rồi, cầm qua sao? Được rồi. Thế câu này nghĩ này. Đây. Bà bỏ nghe. Quay trong không? Vịt thì nó không nghĩa đâu đấy. Ừ. Đây. Có thể sao đội vịt? Cửa hàng bán đồ lót sẽ rất nhiều gì. Đéo gì còn chưa hiểu ấy. Bà gặp cái đầu. Nếu giải thích nó khơi gọi ý nó gì? Sợ nhất điều gì? Đây đây. Đây, sợ nhất điều gì? Được. Cầm lớn. Cầm nhá. Cầm. Thôi anh ơi, cái trò nào ha? À không, cầm đi. À đó mới làm rồi. Nó là cái gì? Đây đầu nó chính cái đấy thôi, không trả lời được câu này dễ nhất rồi. Đồ lót. Đồ
Đâu? Đến chưa nhỉ? Đến đi. Ok. Đến đâu anh Hiếu ơi? Hiếu! Đoán đâu hết rồi. Hiếu đoán hết rồi. Đến đi chưa nhỉ? Đi rồi. Tồn kho lắm, sao người rốt đấy cả. Tồn kho lắm. Rồi, chưa mà có quá. Có tốn chưa có trò chuyện đâu. Nó cứ nó bảo là cái này tối à. Nói em là em. Cái này nhá. Cái này à. Cái mà đồ nhậu ấy. Nồi cá lóc. Nó là nồi cá lóc. Chứ nó không có cái gì ồn ồn với cồn cồn cả nhá. Cứ ồn ồn với cồn cồn với khắm khắm thôi. Khắm chỉ có cái.